Rồi hai anh em, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái hộp đựng vít khá là bự luôn ha. Thì ở đây á, mình đang hiện tại mình sẽ có hai cái hộp đựng vít này cho anh em nè. Thì một hộp là nhỏ và một hộp này to. Thì cái mẫu mới này của mình á, nó sẽ có hai ngăn luôn anh em. Thì nó sẽ có hai ngăn. Đó, ở cái thế hệ này anh em, thì cái hộp này á, thì chúng ta sử dụng á, thì mình cần phải lưu ý á, là mình sợ bung cái nắp này lên ha. Nhiều khi nó sẽ bị rớt vít. Đó, nhưng mà ở trong đây nó có rất nhiều cái ngăn nhỏ nè. Thì cái này thích hợp cho những anh em nào mà sửa chữa ở nhà thì mà mình sẽ sử dụng cái hộp này ha. Thì ở đây á, cái kích thước của cái hộp này á là 27 cm và dài là 30 cm. Cái chiều cao của mỗi cái ngăn chứa ở trong á anh em thì nó sẽ tầm là 5 cm. Nếu mà anh em nào mà nhu cầu ít á, mà muốn có nhiều cái linh tinh nhỏ thì mình sẽ sử dụng cái loại này. Thì với cái nhu cầu của anh em, mình biết là mình đi làm á, là mình đem theo rất là nhiều vít, cũng như là mình sợ nó rớt á, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu mới này ha. Thì ở cái mẫu này á, nó sẽ có những cái hộp bên đây và bên đây. Khi mà mình mở ra thì nó sẽ mở ra làm hai giùm em. Cái thiết kế này á, là giúp cho anh chúng ta là khi chúng ta đem đi á, thì mình gấp lại cái nắp của những cái hộp nhỏ này á, nó sẽ nằm ở phía trong, cho nên là mình đảm bảo là sẽ không có cái trường hợp mà nó bị rơi vít hay là lộn xộn những cái hộp vít với nhau ha. Thì những cái hộp vít này á, mình có thể tháo ra, mình có thể tháo ra ra như vậy. Thì nhớ anh em nào mà làm những cái vị trí khác nhau mà mình cần những hộp vít nhỏ thôi, mình đem tới vị trí đó mình làm xong mình để lại ha, mình gài lại đó. Thì ở trong đây á, nó sẽ gồm có là 1 2 3 4 5 6 7. Thì ở đây là hộp bự nè ha, hộp đôi 7 8 9 10 11 12 13 14. Vậy là anh em có 14 cái hộp nhỏ như thế này, 14 hộp nhỏ như thế này và hai cái hộp đôi như thế này. Thì cái hộp đôi này á, anh em có thể để những cái mũi khoan hoặc là mũi khoét, cũng như là những cái đầu vít mà dài của mình á. Để mình coi cách mở đây. Đây, mình để ngăn này ha. Ngăn nó dài để những cái mũi khoan, mình nghĩ là nếu mà anh em làm mộc á, làm gỗ, lắp đặt thiết bị tủ điện, tủ gỗ đồ này kia thì mình nghĩ cái hộp này để những cái mũi bắn vít dư sức luôn. Nó rất là nhiều luôn á. Đây, mình để vít tất cả các kiểu luôn. Rồi bên đây tắc kê, vít dài, vít ngắn. Mình nghĩ là nếu mà anh em thực sự là với cái nhu cầu anh em mà đem, chỉ cần đem hai cùng như thế này mà thiếu vít hay là thiếu tắc kê nữa thì mình nghĩ là hơi bị dữ luôn á. Thì cho nên với cái hộp này, nếu mà chúng ta làm điện công nghiệp mà mình đem theo những cái đầu kết á, thì nó cũng khá là dư, mình nghĩ là quá dư luôn anh em. Cho nên là dư ha. Mình làm điện công nghiệp thì mình cần những cái hộp nhỏ này, mình nghĩ là để những cái đầu kết cũng tương đối rồi. Còn như bên đây là nó quá dư luôn rồi anh em. Thì cái ưu điểm của cái thằng này á, thì mà ở ngoài nó là hộp trong suốt nè, thì mình sẽ kiểm soát được những cái hộp nó là còn hay là hết vít ha, cũng như là cái này nó sẽ rất là dễ quan sát đây. Nhưng mà mình lưu ý thì mình thấy là cái hộp này á, cái phần chịu lực của nó mình nghĩ là nó cũng không có tốt lắm đâu em, cho nên là chúng ta để đồ á, hạn chế là làm rơi rớt ha. Thì mình sẽ đo những cái hộp nhỏ này cho anh em xem. Cái chiều dài của nó là 10 cm, ngang là tầm 7 cm, và cũng như độ cao nó là 6 cm. Đó. Rồi thì anh em nào mà có cái nhu cầu mà đem thiệt nhiều cái đầu vít, nhiều vít phụ kiện á, thì một cái này là quá ok luôn anh em. Ở đây mình có một cái ha, rất là đẹp. Rồi cảm ơn em.